Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế là sinh tố phúc phụng tử, thì gồm có mứt phúc phụng tử, chi dâu dâu, sữa tươi, sữa đặc, nước đường. Cách làm như sau. Đầu tiên mình sẽ cho 20ml nước đường. Mình sẽ cho 70ml mứt phúc phụng tử. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô. Mình sẽ tiếp tục là 20ml chi dâu dâu. Sữa đặc. Sữa tươi. Rồi, mình sẽ cho một cục đá. Rồi, mình sẽ bỏ lên mình xay. Rồi, sau đó mình sẽ cho một cái ống hút, một cái khuấy. Rồi, đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn về bài học tiếp theo.